Ngày xưa, má con luôn là một người sống rất là tự trọng. Mặc dù miệng đời cứ luôn coi má con chỉ là một kỹ nữ, nhưng mà trong lòng của ông, má con luôn là một người phụ nữ tuyệt vời. Má con chưa làm bất cứ điều gì sai với cha của con hết. Đây là kỷ vật của má con. Ngày xưa ở Sài Gòn, má con tên là Lệ Hà và cũng rất thích bông cúc. Còn nữa, con hay đọc cuốn nhật ký này, con cũng sẽ hiểu một phần nào cuộc đời của má con. Nhật ký Lệ Hà, phận hồng nhan. Ông xin lỗi, vì ngày xưa ông đã không bảo vệ được cho má của con. Bây giờ ông có đề nghị như thế này: ông sẽ mua cho con một căn nhà và cho con một số vốn để mà làm ăn, coi như là ông bù đắp phần nào những mất mát của con từ trước đến giờ. Dạ, dạ thôi, con không cần đâu. Con không dám nhận, con ngại lắm. Con đừng có ngại gì hết, dù sao thì ông cũng đã từng là tri kỷ của má con mà. Kiều Thư, cô không cần ngại đâu. Dù sao ông tôi cũng từng là bạn thân của cậu Hai Trí mà. Con cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ông cho con ở nhờ căn nhà này là đủ với con lắm rồi. Con cảm thấy mình có duyên và thuộc về nơi này. Mà con nghĩ ở dưới suối vàng, má con cũng không muốn ông làm điều này đâu. Con rất giống má con đó. Ngày xưa, má con luôn là một người sống rất là tự trọng. Mặc dù miệng đời cứ luôn coi má con chỉ là một kỹ nữ, nhưng mà trong lòng của ông, má con luôn là một người phụ nữ tuyệt vời. Má con chưa làm bất cứ điều gì sai với cha của con hết. Ông ơi, mình đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ chúng ta phải tập trung lo cho Kiều Thư, để Kiều Thư có cuộc sống tốt hơn. Dạ, con có ý này. Con biết tánh của ba, từ xưa tới giờ cổ luôn là người tự lập. Hay là ông để cổ sống thoải mái theo ý thích của mình đi. Thôi được rồi, nếu như con nói như vậy thì ông chấp nhận. Nhưng mà về sau này, khi con cần bất cứ điều gì thì con cứ nói cho ông biết, ông luôn ở bên cạnh con và sẵn sàng giúp đỡ cho con. Dạ, cảm ơn ông. Cô ba, trùng hợp ghê hen. Sợi dây chuyền này cũng có hình bông cúc. Má cô ba cũng thích bông cúc, cô ba cũng thích bông cúc, tôi cũng thích bông cúc luôn. Hay ghê á. Hay là cô ba đeo lên đi. Không, tôi muốn cất làm kỷ niệm. Đây là kỷ vật duy nhất má tôi để lại cho tôi. Tôi không muốn làm mất nó đâu. Chị Em Khác Mẹ lúc 18:50 thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên ứng dụng Vion. Độc quyền Rap Việt, đặc quyền Rap Fan, thưởng thức Rap Việt với chế độ 4K siêu mượt, ủng hộ thí sinh yêu thích với 5 lượt bình chọn mỗi ngày duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.